Dạ vâng, xin kính chào các anh chị em, các quý vị khán thính giả và các bạn đã quay trở lại với em Hoàng trên kênh ô tô Vlog. Hôm nay em xin giới thiệu các anh chị em một chiếc SUV quốc dân anh chị em nhé, Toyota Fortuner, sản xuất năm 2019, máy dầu một cầu anh chị em ạ. Đó, màu trắng nữa anh chị em nhé. Và bật mí cho anh chị em biết là chiếc xe này mới đi được có hơn 6.000 km thôi anh chị em ạ. Và đặc biệt hơn nữa là xe lại mang biển thành phố. Đó, anh chị em mua xe về chỉ việc đóng thuế trước bạ 2%. Đấy, cần thiết thì sang bên sang tên nữa là chúng ta có xe để đi rồi. Đấy, anh chị em ạ. Ok anh chị em nhá. Đấy. Xe cực kỳ đẹp, cực kỳ chất. Phụ kiện đầy đủ. Đấy. Có cam sườn nữa anh chị em này. Đây không phải là cam camera anh chị em 360 đâu anh chị em ạ. Đây là cam sườn. Đấy, để gióng khi anh chị em lùi chuông. Đó. Ok. Chúng ta sẽ đi từ phía đầu xe trước anh chị em nhé. Đấy. Đấy. Xe thì bọn em đã thu rút hồ sơ rồi. Đấy. Các cụm đèn pha cốt này. Cụm đèn dung mục. À, mặt ca lăng mạ chrome. Viền đèn cũng thế. Đây là phần mâm bánh xe. Ca xăng đúc nhục kim nhôm, phanh xước. Xem nhé, chạy đang chạy Buller AT. Đấy, vui của Bridgestone. Đấy. À, tay nắm cửa cũng được ốp mạ chrome này. Có cả miếng chống xước này. Đấy. Đây là cái chống hắt mưa này chị em này. Đó. Giá nóc thể thao này, sơn xám này, cánh nước gió này, băng tay hình vây cấm hợp này. Đó, đầy đủ phụ kiện anh chị em nhé. Có cả chống xước bậc này, cốp này. Đấy. Camera lùi. Trang bị đầy đủ hết rồi. Hơi tiếc một chút là xe thì cũng chưa được lên cốp điện anh chị em ạ. Đấy. Chỉ là cốp cơ thôi. Xe cực kỳ mới, màu trắng. Anh chị em nào không tin thì cứ nhìn đét lốp với cả cứ đét đem xe đi hãng thử anh chị em ạ. Đấy. Đây là phần bên trong anh chị em nhé. Đó, phần bên trong vẫn cứ các trang bị tối thiểu. Đây anh chị em này, bọn em không nói điều toa bốc phết thì cả xe chạy 6.575 km. Đó. Vô lăng tích hợp lấy chuyển số thể thao. Đó. Điều chỉnh phao cốt và gạt mưa. Màn hình zin theo xe. Đấy. Hệ thống điều hòa chỉnh tay. Hộp số tự động. Các chế độ lái Eco Mode, Power Mode, hệ thống chống trơn trượt VCS, phanh tay cơ. Đấy. Nội thất màu nâu đậm anh chị em ạ. Ghế lái chỉnh điện nhé anh chị em nhé. Đấy. Ghế lái đã được lên chỉnh điện rồi. Đó. Đây anh chị em này, nguồn gốc xuất xứ này, sản xuất năm 2019, xuất xứ tại Việt Nam, lắp ráp tại Việt Nam. Đó. Phần đằng sau thì em cùng em chiêm ngưỡng. Đấy. Không có gì nổi bật cả. Những chiếc xe của Toyota luôn nổi tiếng với những sự thực dụng anh chị em nhé. Đó, không có nhiều option đâu. Đấy. Ở trên nóc vẫn là cái cửa gió điều hòa và cái phần điều khiển lượng gió. Đấy. Chúng ta mua những chiếc xe Fortuner, chúng ta được cái sự bền bỉ của máy móc, sự bền bỉ của chất lượng xe. Đấy. Anh chị em hoàn toàn yên tâm chất lượng xe nha anh chị em nhé. Bọn em xin cam kết với anh chị em là xe không đâm đụng vào khung gầm xích xi, xe không bị tháo máy cẩu máy, bị ngập nước thủy kích, xe đầy đủ giấy tờ an ninh an toàn, đăng ký đăng kiểm không bị phạt nguội.
Đó là ba tiêu chí anh chị em cần lưu ý khi đi mua chiếc xe đã qua sử dụng anh chị em nhé. Bọn em ở đây xin cam kết với anh chị em bằng văn bản hẳn hoi. Anh chị em nào thích xem xe cứ liên hệ với em, số điện thoại là 0983322508, em xin để trên màn hình. Và thích trải nghiệm thực tế thì cứ đến bên em, số 17 Phạm Hùng, đối diện bến xe Mỹ Đình thôi anh chị em ạ. Vâng, chiếc xe này thì bọn em đang chào với mức giá không tưởng anh chị em nhé. Đó, giá 999 triệu đồng dưới 1 tỷ. Đấy, và giá trên hoàn toàn có thể thương lượng được. Và bọn em vẫn hỗ trợ trả góp qua ngân hàng anh chị em nhé. Lãi suất đang cực kỳ ưu đãi, 0,64% một tháng. Đấy, anh chị em ạ, anh chị em nào có hồ sơ đẹp có thể vay tối đa được 70% giá trị xe. Đấy. Ok, kính chúc anh chị em có một ngày mới tràn ngập sức khỏe, tràn ngập may mắn và hoàn thành tốt công việc của mình. Em Hoàng xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị em trong các chương trình tiếp theo.